và Lê Lộc, xin mời. Dạ, xin chào nhóm mình ạ. À, chào. Ô, hồi nãy á, Lộc còn nói là để em ra em Santo có cho mọi người hú hồn. Santo. Chưa kịp, chỉ mới có bước đầu tiên thôi là đã gọi rớt miếng rồi. Ủa chứ, em tưởng là anh gạt dò em. Dạ, lời nói đầu tiên cho Lê Lộc xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể quý vị đang xem chương trình Bộ Ba Siêu Đẳng. Ngày hôm nay là lần thứ hai Lê Lộc quay trở lại chương trình rồi. Nhưng mà... Ôi, có kinh nghiệm rồi anh ơi, mình may mắn anh ơi. Lần trước có thắng không? Lần trước em thắng nha. Có kinh nghiệm ok. Lần trước em thắng, nhưng mà theo kinh nghiệm của em là sau mỗi lần thắng là sẽ tới lần thua. Sau mỗi lần thắng là sẽ tới lần thua. Sau mỗi lần thắng là sẽ tới lần thua. Bé thiệt thà ghê luôn á. Hãy cùng gặp gỡ với Lê Lộc. Chị thấy ít nghĩa gì em? Tôi kia đội nhan sắc mà đội trưởng nhìn không có nhan sắc đâu. Trời đất ơi, chị em đẹp mà. Đẹp mà, rất là nhan sắc vậy, đẹp luôn, lắm. Nhan sắc dồi dào vậy, anh muốn gì nữa? Hôm nay là một cuộc thi không phải là dành cho nhan sắc. Mình ra mình trưng cái thế mạnh của mình ra, mình khè đối thủ vậy thôi. Dạ. Nhưng mà nó không mạnh lắm thì giấu luôn. Lê Lộc. Rất là vui hôm nay, rất là vui khi có hai em đến với chương trình. Rồi bây giờ cho Thanh Duy được hỏi Lê Lộc nha. Dạ. Lê qua lê lại bây giờ. Bị liếu lưỡi quá. Liếu liếu quá. Lê Lộc, Lê Lộc, Lê Lộc. Em giống ba giống mẹ hơn. Nhìn sơ thì mọi người sẽ thấy khuôn mặt của em tròn tròn là hơi giống mẹ. Rồi. Còn nếu mà nhìn kỹ xíu là sẽ thấy cặp mắt của em hơi buồn là giống ba, cái độ mũi giống ba và cái miệng rộng thì cả ba và mẹ đều giống nhau. Tính nết thì sao? Tính nết hả? Tính nết của em thì có một chút lai ba, một chút lai mẹ. Nhưng mà theo dần dần cái giống như là mình lớn lên á, mình lại có cái suy nghĩ của riêng mình. Thì có một chút gì đó của riêng em nữa. Bây giờ lớn lên là cái sự tổng hòa của rất là nhiều những cái Lê. Đúng không? Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ Lê Lộc. Chào anh Vinh. Không biết là Lê Lộc có bao giờ em có một cái trải nghiệm nào với giáp quan thứ 6 không em? Giống như là cái linh cảm hay là cái gì đó phải không anh? Chính cái trực giác á. Trực giác của em mách bảo. Hôm nọ là em đi quay một cái chương trình ở dưới miền Tây, thì chương trình bắt là mình phải đi vào một cái vườn bí nào đó để cắt bí hái đem ra chợ bán. Thì em đi ngang qua thấy một cái vườn bí rất là nhiều trái to vậy nè. Cái xong em mừng quá, em nhảy xuống em leo vô mà không có ai trong đó hết. Em nói trời rồi, vô mánh rồi. Em vô em cắt quá trời. Cái em linh cảm chị. Linh cảm sao? Có người chứ. Có người không? Có người. Tự nhiên ai ở đâu không mà để nguyên cái giường trống như vậy, phải có người canh chứ. Đúng rồi. Để em hơi trộm vô nó hái thì sao? Mà linh cảm của em đúng thiệt. Em cắt từ đầu em cắt vô tới trong là thấy ông chủ ông ngồi đang ngồi dưới. Trời ơi. Trời ơi. Anh mới vừa nói xong á là người ta phải vô cái tình huống cấp bách. Ừ. Đúng không? Đứng giữa sự sống và cái chết thì cái giác quan nó mới phòi ra. Em đi hái bí thôi. Đáng lẽ nó bí rồi mà sao nó lòi ra vậy? Anh rất hy vọng là em cái giác quan cái kiểu như vậy sẽ được thể hiện trong cái chương trình này. Dạ. Bởi vì rất là cần thiết. Nó cứ tới bí là em mọc ra giờ bánh nha. Bây giờ xin mời quý vị chào đón hai nghệ sĩ Lê Lộc và Hữu Tính. Ghê thiệt chứ. Coi như hai họ ngày hôm nay không hẹn mà mặc đồ tông xịt tông quá chứ. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Đen huyền bí. Bên đây đàn gái. Đen huyền. Bên đây đàn trai. Tìm xe đám cưới. Và bây giờ để chứng tỏ rằng ban bình luận của chúng tôi là những người nghệ sĩ rất thông minh và đưa ra những lời nhận xét đầy giá trị, hãy kiểm tra kiến thức. Ngoài cái giác quan thứ 6 thì chúng ta được biết là 5 giác quan cơ bản của con người. Lê Lộc nói trước một cái nào. Thính giác. Thính giác. Thị giác. Thị giác. Khứu giác. Khứu giác. Vị giác. Vị giác. Xúc giác. Ghê thiệt chứ, 5 giác quan chính xác. Nghệ sĩ trẻ Lê Lộc và Hữu Tính. Ôi, trai tài gái sắc. À không nhầm, trai tài gái sắc đây rồi. Bên cạnh đó là sự thông minh và tinh tế của họ. Dạ. Chúng tôi đã cảm nhận điều đó. Thì ngày hôm nay với cái cảm giác của một người phụ nữ, dạ, giác quan thứ 6 của em đã động đậy hay em đã nằm mơ, em thấy được cái cảnh này bao giờ chưa? Không anh,
giác quan thứ 6 của em nó linh động lắm. Ủa kỳ vậy, nó chuyển qua thứ mấy rồi? Em nhớ đợt trước là em có nói với anh là giác quan thứ 6 của em là về giấc mơ đúng không? Mơ. Đúng rồi. Bây giờ là gì? Nhưng mà bây giờ em còn một cái giác quan nữa là giác quan gợn da ốc. Gợn da ốc. Người ta thường có 5 cái gọi là cái ngũ giác cơ bản đúng không? Ừ. Còn em là còn một cái gọi là sợ da gà giác. Đó, cảnh giác. Cảnh giác. À, cảnh giác. Wow, cảnh giác. Thì cái sẵn da gà đó nó như thế nào? Thì nói chung là cái người nào mà đem lại cho em cái cảm xúc á, tự nhiên em linh cảm với người đó là tốt hay xấu. Chính xác. Bây giờ mà cứ ở gần người xấu là tiện nổi da gà. Ủa, đâu, người xấu thì sao? Giống như hiện tại này là em đứng gần anh em cũng nổi da gà đó. Ủa vậy hả? Ừ, không biết anh là tốt hay xấu. Em ơi, cái máy lạnh nó quá tốt làm em nổi da gà. Ủa vậy hả? Phải Vô và Lê Lộc xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Tần số tình yêu. Với bản thân Hoàng Rapper là một người rất có kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, với một lịch sử tình yêu, tình trường dài đằng đẵng, cũng có rất nhiều kinh nghiệm để có thể tư vấn cho những người chơi. Và bên cạnh đó là Lê Lộc. Ước mong sao biên tập hãy một lần mời Lê Lộc làm người chơi để cô ấy thoát ế một cách thành công. Sao anh biết em ế? Tại vì có bị em khoe người yêu của em ra đâu. Chẳng qua là em chưa muốn khoe thôi. Với lại là có nhiều mối tình em không thể nào mà đặt niềm tin vào nó được. Em đang bị mất niềm tin vào tình yêu. Đúng, chính xác. Tại sao? Dạ, em thấy là trời ơi, có nhiều cái vấn đề xong mà nó ảo quá. Tại vì em ăn ở sao không có chân thành với một người chân thành như anh, tại sao không? Xin được mời Lê Lộc. Chào anh chị. Chào em có khỏe không? Dạ em khỏe. Sao hôm nay anh nhìn thấy em diễn cái nét khác quá vậy Lê Lộc? Sao vậy anh? Sao tự nhiên em yểu điệu thục nữ quá vậy? Tại anh em mặc cái đầm bó quá. Đúng rồi, cái giọng cười này là chính là em nè. Hình như là con gái mình ngộ ha, cứ mình bận cái đầm nào là mình phải diễn theo cái thế đó. Dạ đúng rồi. Giống như hôm nay em bận đầm cô dâu là em phải diễn cái thế như kiểu là một cái người sắp lấy chồng hay gì đó. Rất là nền nã luôn đó em à. Chị này, chị mới sắp lấy chồng đó. Sắp lấy chồng đó. Thấy chưa, tự nhiên nói ra làm gì để người ta nhắc vậy đâu. Đứng cái bên mà cũng nổi da gà theo đúng không? Nói chung là ngày hôm nay đến với chương trình là vui, dạ, hết mình. Được không? À. Bung xóa nha. Mấy lâu lâu cho ba chị em không gặp người ta nói chuyện chút xíu. Trời. Nó nghe cái mẫu người yêu thích là cái gì vậy? Em thì nói chung là em phải được trai xíu, cao ráo nè đó. Rồi nói chung là cũng phải dễ thương, hài hước rồi đó. Đội nào sẽ là đội xung phong thi trước? Thôi bây giờ là Trinh với Bảo đếm 3, 2, 1. Bạn nào giơ tay trước cho bạn đó lên nói trước nha. 3, 2, 1. Lê Lộc nhanh nhất. Lên đi em. Chị dơ giùm em đó cưng. Chị dơ giùm em đó cưng.